Kính chào quý vị đang theo dõi kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, mỗi khi nhắc lại vụ án xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng 10, nhiều người dân ở thị trấn Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vẫn còn bàng hoàng kinh hãi. Chỉ sau một tiếng nổ chát chúa, ba người trong một gia đình đã mãi mãi ra đi. Nguyên nhân được xác định là do quả nổ gây ra. Hung thủ là ai? Vì sao hắn lại sử dụng chiêu thức tàn độc đến như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết của vụ án ngay sau đây. Xế chiều ngày 31 tháng 10, khu tập thể nhỏ nằm trên địa bàn thị trấn Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội rộn ràng tiếng nói cười. Giờ này, hầu hết các hộ gia đình đều đã tề tựu chuẩn bị cho bữa cơm tối. Bất ngờ, từ phía căn nhà cấp 4 của anh Nguyễn Văn Vinh phát ra một tiếng nổ, khói bốc mù mịt, một số vật thể văng mạnh ra xung quanh. Khi người dân chạy tới nơi, dưới màn khói mờ đặc là cảnh tượng kinh hoàng mà họ chưa từng chứng kiến trước đây. Phía trong gian nhà rộng chừng hơn 20 mét, em trai anh Vinh tên Tuấn đã qua đời trong tư thế ngồi dựa tường. Cạnh đó, vợ, con và cháu ruột anh Vinh cũng bị thương nặng, nằm rải rác xung quanh hiện trường. Khung cảnh ấy khiến một số người không thể đứng vững, bất giác ngồi gục xuống. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an Hà Nội lập tức cử những cán bộ, chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm xuống hiện trường. Một cán bộ kể lại, thời điểm đó mọi thứ rất hoang tàn, sức công phá của vụ nổ khiến anh Tuấn thiệt mạng tại chỗ. Khói đen ám khắp các tường nhà, nhiều mảnh vỡ văng tứ tung. Ba người khác thì cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Qua xem xét, bước đầu đội ngũ kỹ thuật hình sự nhận định đây là vụ nổ rất nghiêm trọng. Thuốc nổ là loại hay được dùng trong khai thác đá. Khi quả nổ phát nổ, nó đang ở trên tay nạn nhân Tuấn nên đã không tạo ra hố nổ. Nhận định là vậy, nhưng trước mắt các anh chưa thể làm rõ đó là loại quả nổ gì, chế tạo như thế nào, có sẵn trong nhà hay ai đó đã đưa đến rồi gây ra vụ nổ. Đứng trước hiện trường vụ nổ, các điều tra viên đã gặp vô vàn khó khăn. Sức công phá từ quả nổ đã gần như xóa sạch các dấu vết quan trọng. Lúc này, đội ngũ giám định làm việc rất tỉ mỉ. Các anh thu thập tất cả những mảnh vỡ, dù là nhỏ nhất, nhằm tìm ra manh mối. Sau một thời gian, lực lượng kỹ thuật hình sự đã tìm thấy vài mảnh vỡ và khi ghép lại có thể hình dung ra đây là một chiếc radio. Qua khai thác thông tin trong nhà, các anh được biết gia đình anh Vinh không hề có vật này. Các dấu vết vỡ, vết khói trên những mảnh kim loại, nhựa này cũng cho thấy đây chính là thứ dùng để ngụy trang kiếp nổ bên trong. Những dự kiện ban đầu chỉ các điều tra viên đến một nhận định, đây chắc chắn là một vụ sát hại người. Các tổ chức trinh sát được cử để đi thu thập thông tin. Thế nhưng chủ nhà là anh Vinh và thời điểm xảy ra vụ án lại vắng mặt nên không cung cấp được gì. Trong khi đó, những nạn nhân còn lại thì vẫn nguy kịch tại bệnh viện, chưa thể hỏi han. Cả vụ án dường như bị bao phủ bởi một làn khói mơ hồ. Các điều tra viên bắt đầu đưa ra những hướng nghi vấn. Đầu tiên, họ tập trung vào tìm hiểu mâu thuẫn của từng người trong gia đình anh Vinh. Quá trình thu thập, các trinh sát đều nhận được thông tin gia đình anh Vinh sống hòa nhã, hiền lành, không ai có mâu thuẫn với ai và cũng chẳng thù hằn với người bên ngoài. Trong khi các trinh sát vẫn tiếp tục lần tìm manh mối từ những mối quan hệ xung quanh các nạn nhân và người nhà anh Vinh thì nhận được một thông tin rất giá trị. Theo người dân cung cấp, vào ngày 31 tháng 10, trên đường đi vào khu nhà anh Vinh xuất hiện hai người đi xe máy. Người lái xe là nam giới, có dáng gầy, để râu quai nón. Người phụ nữ ngồi sau có ôm một vật giống chiếc radio. Đi sâu vào khai thác thông tin này, một số nhân chứng khác cũng cho biết hai người trên rất lạ mặt, chưa từng xuất hiện tại địa phương. Họ có dừng trước cửa nhà anh Vinh, đưa chiếc radio rồi bỏ đi. Như vậy, có thể khẳng định hai người lạ mặt kia có liên quan đến vụ án. Thế nhưng họ là ai, có quan hệ gì với các nạn nhân thì lại là câu hỏi không dễ giải đáp ngay lập tức. Qua sàng lọc, các điều tra viên cũng không thể thu thập được thông tin gì về các mối quan hệ bạn bè, làm ăn, thu tức của gia đình nạn nhân với người có hình dạng giống như nhân chứng miêu tả. Trong lúc vụ án vẫn dậm chân tại chỗ thì thông tin từ bệnh viện báo về vợ và con anh Vinh sau quá trình điều trị cũng đã qua đời. Thông tin này không chỉ gây xúc động mạnh đến những người đang điều tra vụ án mà còn tạo ra một áp lực rất ghê gớm, phải sớm bắt được hung thủ. Vào ngày xảy ra vụ nổ bom thư, anh Vinh đã không có mặt ở nhà nên thoát nạn.
Tuy nhiên, chỉ trong thời khắc ngắn ngủi, anh này đã mất đi tới 3 người thân thiết, trong đó có vợ và con. Nỗi đau ấy cứ ám ảnh khiến người đàn ông này chẳng thể nghĩ được gì. Lúc này, trách nhiệm đè nặng trên các trinh sát công an Hà Nội. Họ tiếp tục quần thảo với thông tin về hai kẻ tình nghi. Cuối cùng, các anh cũng xác định được vào ngày 31 tháng 10, một cặp nam nữ chở nhau bằng xe máy tìm đến nhà anh Vinh. Khi đứng trước cổng, chúng hỏi cặn kẽ xem đây đúng là nhà anh Vinh hay không. Được xác định, người phụ nữ đã đưa chiếc radio hỏng cho người nhà anh này. Ở trên có một tờ giấy ghi tên người và nhờ anh Vinh sửa giúp. Chẳng nghi ngờ gì, người nhà anh Vinh mang chiếc đài vào. Khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Tuấn, em trai anh Vinh thấy chiếc radio lạ nên cầm lên nghe. Khi anh Tuấn vặn nút thì lập tức chiếc đài phát ra tiếng nổ kinh hoàng khiến anh thiệt mạng ngay tại chỗ. Những chi tiết này đã khẳng định có ai đó đang tâm truyền chiếc đài có chứa kíp nổ nhằm gây ra vụ án mà mục tiêu chính là anh Vinh. Khi các điều tra viên làm việc với anh Vinh, người đàn ông này bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện đã xảy ra trước đó. Anh V kể, thời gian trước anh có yêu một người phụ nữ tên Lan. Sau này chia tay, chấm dứt mối quan hệ và mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Cách thời điểm xảy ra vụ nổ ít lâu, một buổi anh Vinh nhận được một cú điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là giọng gã đàn ông cục cằn, thô lỗ. Gã đã chửi bới, hỏi han về mối quan hệ của anh Vinh với người con gái tên Lan trước đây. Do chẳng có liên quan đến anh Vinh cũng nổi nóng và lên tiếng với gã đàn ông đó. Cuối cùng, gã đàn ông đã buông lời đe dọa. Kể từ đó, anh Vinh cũng không mấy bận tâm, coi như đó là câu chuyện dọa nhau khi nóng. Tìm hiểu về thông tin này, các điều tra viên công an Hà Nội xác định được người phụ nữ tên Lan hiện đang làm cho một công ty tại Bắc Cạn. Thời gian gần đây, người này đã có bạn trai và sinh sống với nhau như vợ chồng. Chi tiết này rất đắt giá, nó mở ra cơ hội rõ ràng về việc có thể lần ra hung thủ. Một tổ công tác được cử lên Bắc Cạn để xác minh. Tại đây, các anh đã làm rõ bạn gái cũ của anh Vinh tên thật là Lại Thị Kiều Lan, sinh năm 1977, còn người yêu mới của Lan là Ngô Mạnh Hùng, sinh năm 1971. Khi các trinh sát có mặt tại địa phương của hai nghi phạm, qua nắm tình hình, các anh biết Lan và Hùng sinh sống với nhau như vợ chồng. Hai người này ít tiếp xúc với hàng xóm, khá kín tiếng và không có mâu thuẫn, điều tiếng với mọi người xung quanh. Mặc dù mọi thứ của cặp đôi này rất êm đềm, nhưng qua nhận dạng, các trinh sát nhận thấy vẻ bề ngoài của Hùng có nhiều điều trùng khớp với đối tượng tình nghi đi xe máy đến nhà anh Vinh. Quá trình thu thập thông tin, sàng lọc các chứng cứ, công an Hà Nội đã quyết định 12 đối tượng Lan, Hùng lên làm việc. Ban đầu, cả hai đều chối tội và đưa ra căn cứ ngoại phạm cho bản thân rất hợp lý. Tuy nhiên, sự cáo già của chúng không qua được mắt các điều tra viên công an Hà Nội. Tận dụng từng sơ hở nhỏ nhất trong lời khai của đối tượng, các điều tra viên đã tấn công trực diện, khiến Lan, Hùng không thể im lặng mãi và buộc chúng phải khai nhận. Theo đó, Hùng và Lan yêu nhau, chung sống như vợ chồng. Do bản tính ghen tuông, Hùng thường xuyên để ý, theo dõi bạn gái. Gã biết về mối quan hệ cũ của Lan với anh Vinh nên trong đầu lúc nào cũng nảy sinh tư tưởng nghi ngờ. Hùng bắt Lan đưa số điện thoại và địa chỉ nhà anh Vinh cho mình. Sau đó, Hùng nhiều lần gọi điện cho anh Vinh, hai bên có lời qua tiếng lại. Một lần, trong lúc cãi vã, Hùng cho rằng anh Vinh xúc phạm mình nên nảy sinh ý định trả thù. Hùng nói lại câu chuyện với Lan và yêu cầu người tình cùng mình thực hiện âm mưu. Do có hiểu biết về chất nổ, Hùng đã mua kíp và chế tạo một quả nổ giấu trong chiếc radio. Hoàn thành xong, ngày 31 tháng 10, Hùng chở Lan trên xe máy đi về huyện Sóc Sơn. Lan ngồi phía sau, có nhiệm vụ giữ chiếc radio. Khi tới nhà anh Vinh, hai người đưa chiếc đài cho người nhà anh này để nhờ sửa. Đến 18 giờ cùng ngày, em trai anh Vinh vặn nút đài khiến chiếc radio phát nổ và thiệt mạng. Khoảng 3 ngày sau, Hùng quay lại huyện Sóc Sơn để nghe ngóng tình hình. Gã biết vụ nổ gây án mạng, nhưng anh Vinh vẫn an toàn. Quay trở về Bắc Cạn, Hùng kể với Lan và cả hai bàn kế hoạch, thống nhất lời khai nếu bị bắt. Với tội ác của mình, Lan và Hùng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình về tội mưu sát. Vâng, cuối cùng thì hai kẻ thủ ác cũng đã phải chịu bản án cao nhất từ pháp luật. Vụ án là lời cảnh tỉnh cho mọi người hãy luôn giữ tinh thần tỉnh táo, nhìn nhận thấu đáo mọi việc. Đừng để sự ghen tuông mù quáng cướp đi sinh mạng của người khác, rồi chính mình lại dính vào vòng lao lý. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi tiếp những video đang xuất hiện trên màn hình.
Còn bây giờ đã đến lúc chương trình nói lời tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.